Choáng 6 người đàn ông số hưởng nhiều vợ lắm con nhất Việt Nam. Có thể các bạn chưa biết, theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, tính đến năm 2034, Việt Nam chúng ta sẽ có khoảng 1,5 triệu đàn ông có nguy cơ ế vợ cao. Con số này được dự đoán là kết quả của việc mất cân bằng giới tính. Nếu nhìn khách quan, nếu như không có sự mất cân bằng nam nữ thì việc tìm được một người bạn đời phù hợp, ưng ý để đi đến hôn nhân cũng đã là một điều không dễ dàng. Thế nhưng, lại có không ít những người đàn ông có khả năng chinh phục nhiều người phụ nữ. Có người dù mắc khiếm khuyết về cơ thể nhưng trời phú ban cho chiếc miệng duyên dáng, chỉ cần nói chuyện thì phụ nữ đều tự nguyện đi theo làm vợ. Các bạn có tin được không, khi có người đàn ông có tới 37 bà vợ, 33 bà vợ, 16 vợ, hàng chục người con và vô số người cháu. Và không để cho các bạn phải chờ đợi lâu thêm nữa, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua những người đàn ông số hưởng lắm vợ nhiều con nhất Việt Nam để xem thực hư những câu chuyện này kỳ lạ và bá đạo ra sao nhé. Và đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật những video mới nhất hàng ngày. Còn bây giờ thì hãy cùng bắt đầu video. Còn ngay bây giờ thì let's go! Người đàn ông mù, 11 bà vợ và 24 người con. Mở đầu là một người đàn ông mà có lẽ khi nhắc đến, bất kỳ người đàn ông nào cũng có phần ganh tị. Tưởng chừng như câu chuyện năm thê bảy thiếp chỉ có trong thời phong kiến. Nhưng không, ông Sơn đến từ Mê Linh, Hà Nội. Dù tạo hóa có trêu ngươi, lấy đi của ông đôi mắt, nhưng ông vẫn lập nên một chiến tích hết sức kinh hoàng. Đó là lấy tằng tằng 11 bà vợ và có đến 24 người con. Được biết, vào năm lên 2 tuổi, ông kể, bỗng dưng phải vía trời, mắt ông cứ mờ dần đi và đến khi trai tráng thì tối hẳn, không còn nhìn thấy gì nữa. Thế nhưng, với bản chất lạc quan, ăn vào máu, ông Sơn cũng tin vào luật nhân quả. Ông tin rằng ông trời rất công bằng, đã lấy đi cái gì của ai thì sẽ bù đắp cho họ cái khác tương đương như thế. Chính vì vậy mà mất đi đôi mắt, nhưng ông Sơn lại được cái duyên dáng nói chuyện. Đến mức ai gặp ông cũng cảm thán rằng cái miệng của ông có ma lực, nói câu nào như rót mật vào tai câu đó. Lời đã cất ra thì cua trong lỗ cũng phải bỏ ra. Tình yêu của anh dành cho ai chỉ một áo vàng áo xanh chứng kiến cho anh. Anh yêu hương đến tận hơi thở cuối cùng. Và cuối cùng, ông có cho mình một kỷ lục mà nhiều người đàn ông phải ganh tị. Vâng, 11 cô vợ và 24 người con. Lưu ý là con số này top 1 tìm kiếm cũng đã khá lâu rồi, khoảng chừng chục năm. Còn hiện tại thì mình cũng không rõ, không biết là ông có nạp thêm cô vợ mới nào hay không nữa. Nói về các bà vợ, người vợ đầu tiên là khi ông tròn 20 tuổi, khi đó bị bố mẹ ép duyên, cưới cho ông một cô gái ngoan hiền ở trong xã. Vì thấy mình bị ép nên ông tức giận bỏ đi làm ăn xa. Sau một thời gian thì ông quen một người phụ nữ và đây là lần ông chính thức tự lấy vợ cho mình. Đến bà thứ ba là quen trong một chuyến tàu buôn từ Phú Thọ. Thế nhưng, về sống với nhau được 3 tháng thì hai người đường ai nấy đi vì thấy không hợp, nhưng cũng đã có với nhau một mặt con. Đến năm 1973, bà thứ tư lại xuất hiện. Vì chúng tiếng sét ái tình và cảm thấy sống không thể thiếu nhau nên ông đã thuyết phục gia đình đem lễ đến hỏi bà Tư. Có với nhau một cô con gái thì bà Tư cũng theo bố mẹ vào Nam. Chưa đầy 3 năm sau đó, trái tim tội lỗi của ông Sơn lại run lên một lần nữa khi thấy một người phụ nữ khác. Và rồi, bà thứ năm xuất hiện. Đến với nhau từ năm 1976 và có với nhau 2 mặt con, nhưng phải mãi đến năm 1990, ông mới hợp lý hóa được mối quan hệ này. Rồi cứ thế, 5 tháng dần qua thì bà thứ 6, thứ 7, thứ 10 xuất hiện. Cách đây không lâu, ông còn tiết lộ thêm một bí mật mà cả làng không ai biết nữa. Đó là ông còn có thêm một người vợ thứ 11, hiện đang sống ở Bình Lục, Hà Nam. Ăn đù! Được của nó đấy! Đúng là người đàn ông khiến ai cũng phải trầm trồ mà đúng không? Điều đặc biệt là dù có nhiều vợ, nhưng nghe đồn, các vợ của ông Sơn rất hiểu chuyện, chưa bao giờ xảy ra ghen tuông hay cãi vã gì. Hả? Các bạn có biết bí quyết là gì không? Đó chính là sự thẳng thắn. Ông Sơn chia sẻ, trước khi đồng thuận đến với nhau thì ông luôn bộc bạch hết những khó khăn thuận lợi khi về nhà ông cho các bà nghe. Nếu như các bà thực sự hiểu và thông cảm thì mới bàn đến chuyện xe duyên kết tóc. Còn không thì tiếng sét ái tình có dữ dội đến mấy, ông cũng vẫy tay chào. Tuy nhiên thì con số 11 chưa bằng 1/3 người đàn ông kỷ lục dưới đây.
Người đàn ông sướng nhất Việt Nam, lấy một lúc 37 người vợ, nhiều con đến mức không biết hết. Có thể các bạn đã biết đến người đàn ông này. Ông Giona Chana đến từ Ấn Độ, là người đàn ông nổi tiếng nhiều vợ lắm con nhất thế giới với 39 người vợ và 94 người con. Thế nhưng, chỉ xếp sau ông Chana một chút, chính là một người đàn ông Việt Nam khi có đến 37 người vợ. Dĩ nhiên, con số này là những cô vợ trên 6 tháng. Còn tính thêm cả dưới 6 tháng thì kỷ lục ở Ấn Độ cũng phải chào thua Việt Nam. Đó là anh Lường Bó, người dân tộc Thái đến từ Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Điều thú vị là anh Bó không nhớ hết thứ tự của các vợ, nhưng anh chắc chắn mình có 37 người vợ. Anh còn chia sẻ rằng không nhớ được mình có bao nhiêu đứa con vì quá nhiều, và có thể các vợ giấu con không muốn chúng biết mặt bố. Tuy nhiên, khi kể về hành trình với kỷ lục nhiều vợ của mình, có lẽ câu chuyện của người đàn ông này cũng sẽ khiến cho nhiều người phải xót xa. Cuộc đời anh Bó đầy sóng gió từ khi anh cưới người vợ đầu tiên lớn hơn anh 10 tuổi. Theo phong tục, anh phải ở rể nhà vợ 3 năm. Và trong 3 năm đó, anh phải làm việc quần quật cho nhà vợ và cũng không được gần gũi hay ngủ chung với vợ. Hết 3 năm, họ có với nhau 2 người con, nhưng anh Bó không vui vì vẫn phải ở rể. Thế là anh quyết định bỏ về nhà đẻ, khiến gia đình vợ nổi giận. Cả hai sau đó đã quyết định ly hôn. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, anh Bó gặp nhiều người phụ nữ khác, nhưng tất cả các mối quan hệ đều không kéo dài lâu. Mỗi lần chia tay một người vợ, anh lại tiếp tục tìm kiếm người khác, và cuối cùng anh có tổng cộng 37 người vợ. Tuy nhiên, cũng vì số lượng quá nhiều nên anh chẳng còn nhớ nổi thứ tự các bà vợ ra sao nữa. Và như chúng mình vừa nhắc đến ở trên, thì con số 37 cũng chỉ là những bà vợ trên 6 tháng chung sống. Còn nếu tính dưới 6 tháng thì anh cho rằng mình có tới tận 42 bà vợ. Thông tin này tình cờ cũng được những người dân quanh vùng xác nhận. Cái, như cháu nghe là anh là có 37 vợ ấy, thì không biết là có phải là sự thật không bác? Hơn quá. Hơn. 42 người vợ cơ hả? 42 vợ. Anh cũng từng chia sẻ, mặc dù có nhiều vợ, nhưng tất cả đều đến với anh bằng tình cảm thật lòng. Dù vậy, vì cuộc sống khó khăn và áp lực xã hội, nhiều người vợ đã phải rời bỏ anh. Còn lý do anh Bó được nhiều người phụ nữ yêu như vậy? Theo chia sẻ của lãnh đạo xã, dù anh Bó không đẹp trai và không biết chữ, nhưng anh rất chăm chỉ làm việc. Điều đặc biệt là anh không bao giờ chê bai bất kỳ ai, cứ gặp là đồng ý cưới làm vợ. Các bạn thấy sao về câu chuyện của người đàn ông nhiều vợ kỷ lục này? Đừng quên để lại ý kiến của mình xuống dưới phần bình luận nhé! Và tiếp theo, một cơ số vợ cũng không kém cạnh là mấy. Một người đàn ông có tới 33 bà vợ. Hãy xem đó là người đàn ông nào và câu chuyện nên duyên cùng với các bà vợ ra sao nhé. Người đàn ông nhiều vợ nhất thủ đô. Không biết anh em thủ đô ở đây có ai từng nghe về người đàn ông nhiều vợ nhất thủ đô này chưa nhỉ? Vâng, đó chính là ông Hành, sinh năm 1950, sống ở làng Khoan Tế, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Theo chia sẻ ở thời điểm năm 2017 với báo chí, ông Hành cho hay, mình nên duyên với 16 người vợ và tất cả 16 bà đều được ông tổ chức cưới hỏi đàng hoàng, không một ai bị thiệt. 16 bà, mỗi bà một quê, người vợ gần nhất cũng cách nhà ông khoảng 4-5 cây số. Và tính đến thời điểm hiện tại, ông có 24 người con cùng vô số cháu. Mối quan hệ giữa các bà vợ cũng khá là tốt. Tuy lấy thêm vợ mới, các vợ cũ có hơi giận dỗi, ghen tuông trách móc một chút, nhưng sau cùng, các bà và con cái cũng đều có mặt và chúc phúc cho ông. Đặc biệt, dù lắm vợ đông con, nhưng ông Hành chưa từng đòi hỏi hay yêu cầu vợ con chăm sóc phụng dưỡng gì mình. Ông cho rằng bản thân mình là người đàn ông bất tài, thích tha thẩn làm thơ chứ không đủ sức lo cho gia đình. Vì thế nên càng yêu người phụ nữ nào, ông càng phải cố gắng cách xa họ. Nghe có vẻ hơi mâu thuẫn các bạn nhỉ? Tuy nhiên thì có lẽ nhờ quan điểm này mà người đàn ông này vẫn y như độc thân. Ông không cho bà vợ nào đến ở cùng và tôn thờ chủ nghĩa một mình. Đại gia một thời ở Hà Nội, 11 vợ, 10 điện thoại và 20 cái sim. Vâng, đó chính là ông Chuốt đến từ Sóc Sơn, Hà Nội. Một người đàn ông nổi tiếng với kỷ lục 11 vợ, 30 con và số cháu chắt thì không đếm xuể, nhưng vẫn khẳng định mình là trai tân. Nghe có phần mâu thuẫn đúng không?
Vậy thực hư câu chuyện về người đàn ông số hưởng này ra sao đây? Còn lý do ông khẳng định mình vẫn là trai tân là bởi ông không có đăng ký kết hôn với ai. Cứ ai chịu thương ông thì ông lấy về làm vợ. Ở với nhau rồi sinh con đẻ cái, chứ không có giấy tờ pháp lý gì. Nhiều người chắc chắn sẽ phải bất ngờ vì ông chuốt trông không quá soái ca, nhưng tại sao nhiều người phụ nữ lại mê như vậy? Hay là ông có trình tán gái đỉnh cao? Nếu như bạn đang nghĩ như vậy, thì hẳn đã nhầm to. Ông chuốt cho hay, tất cả các bà đều chủ động và ông không hề tán tỉnh bất kỳ ai. Thậm chí ông kể, có bà còn chủ động chỉ vì muốn xin ông đứa con. Và bà vợ trẻ nhất hiện tại của ông thậm chí còn mới chỉ sinh năm 1998, nhưng cũng đã sinh cho ông 3 đứa con kháu khỉnh. Nói về hành trình đến với những người vợ, ông chuốt kể, sau khi đến với người vợ cả năm 18 tuổi, khi đã có với bà cả 5 mặt con, ông chuốt gặp người vợ thứ hai quê Lý Nhân, Hà Nam. 2 năm sau đó, ông lại phải lòng người phụ nữ ở Quảng Ninh. Người này sau đó sinh cho ông 2 người con nữa. Do công việc của ông phải lang bạt nhiều nơi, vào cả miền Nam, nên ông chuốt lại tiếp tục có bà tư, bà năm, rồi có tới 11 bà. Và khác với ông Hành tôn thờ chủ nghĩa độc thân trên, ông chuốt hiện tại lại đang sống cùng nhà với người vợ thứ 6. Còn về phần con cái, trong số 30 người con của ông chuốt, người con cả năm nay đã ngoài 50 tuổi, trong khi người con út mới chỉ có vài 3 tuổi. Và cũng vì có điều kiện nên ông thường xuyên chuyển tiền chu cấp để lo cho con cùng với các vợ. Tháng nào cũng vậy, cứ bà nào cần thêm chi phí thì ông đều sẵn sàng chu cấp. Chưa kể, ông chuốt còn đại gia đến nỗi, có rất nhiều nhà rộng rãi ở các tỉnh khác, từ Bắc vào Nam để cho các con. Một điều chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người phải nể đó là hiện tại, ông chuốt dù đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng ông vẫn khoe mình đang dùng tận 10 chiếc điện thoại và 20 cái SIM. Còn nhớ khoảng 200 số điện thoại mà chả cần tìm danh bạ. Có điều kiện nên trong nhà. Ông cũng không ngần ngại chi tiền mua các đồ công nghệ như máy tính, điện thoại, máy tính bảng các loại, ghế massage thư giãn, thậm chí là cả flycam. Và tất cả đều thuộc dòng xịn nhất, mới nhất. Thế này mà không nể nữa thì thôi. Đã đào hoa lại còn đại gia, tính tình thì sởi lởi phong khoáng thế này thì đào hoa cũng phải thôi. Người đàn ông đào hoa nhất xứ Nghệ. Đó là câu chuyện của người đàn ông có tên Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1959, trú bản Cam, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, được cho là đào hoa nhất miền Tây, tỉnh Nghệ An, với 6 người vợ. Chia sẻ về chuyện đưa 6 người phụ nữ về chung một nhà với mình, ông Tiến chia sẻ, ông lấy vợ chỉ vì tình thương, chứ không có yêu đương gì. Họ thương yêu ông thì ông chấp nhận, chứ cũng không ép buộc gì. Về người vợ đầu tiên, được biết hai người lấy nhau và có chung với nhau 3 mặt con. Mặc dù gia đình đang hạnh phúc, nhưng nhờ cách nói chuyện hóm hỉnh, cộng với sự đào hoa nên không lâu sau thời gian chung sống với người vợ đầu tiên, ông Tiến đã khiến một người phụ nữ khác say như điếu đổ. Và rồi, ông quyết định cưới thêm bà này về làm vợ. Mấy năm sau nữa, trong chuyến về thăm quê, ông Tiến lại phải lòng một cô gái mới lớn. Và cũng như lần trước, sau khi tán đổ cô gái này thì ông Tiến lại về nhà đòi cưới thêm vợ ba, mặc cho vợ cả và vợ hai phản đối kịch liệt. Tưởng chừng cưới đến vợ ba là đã quá lắm rồi, nhưng sau đó ông lại tiếp tục chiêu thêm bà thứ tư. Và từ năm 1990 cho đến năm 2017, ông Tiến lại tiếp tục cưới và nhận thêm 5 người vợ khác. Tuy nhiên, khi ông Tiến càng lấy thêm vợ mới thì cuộc sống gia đình đã trở thành địa ngục. Ông Tiến chia nhà mình thành nhiều buồng, ngăn cách bởi những chiếc zido mỏng tanh cho mỗi bà vợ. Hàng đêm, khi ông thăm một bà thì những bà còn lại đành phải ra ngoài cho đến khi xong việc mới vào nhà vì không thể chịu nổi. Và rồi, con run xéo lắm cũng quằn. Sau một thời gian như vậy, nhiều người vợ của ông Tiến đã tự nguyện khăn áo ra đi. Nghe đồn hiện tại ông chỉ còn sống với người vợ thứ 7 mà thôi. Quả thực, không phải ai cũng có thể chấp nhận được cảnh chung chồng. Và chuyện 5 thê 7 thiếp từ xưa đến nay đều chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Người đàn ông 12 vợ, 36 con và hàng trăm đứa cháu. Vâng, lại là một kỷ lục ối rồi ôi khác nữa. Đó chính là ông Trần Viết Chu, quê ở Quảng Trị. Tuy nhiên, đây không phải là người đàn ông đào hoa chúng mình đang nhắc tới, mà đây chỉ là con trai trưởng của ông Chu. Theo lời kể của con trai ông Chu thì minh chứng chắc nịch về chuyện lắm vợ nhiều con của ông Chu chính là đây. Tấm bia đá tuy là to nhất
nhưng ghi không thể hết các tên bà vợ và các con ông. Đã vậy, trong ngày đám tang của ông, vất vả nhất là thầy cúng khi phải đọc tên tất cả vợ rồi con và các cháu của ông. Hay thậm chí, con trai trưởng của ông cũng không thể kể hết tên các em dâu, em rể và các cháu vì số lượng quá nhiều và cập nhật liên tục. Về lý do nhiều vợ, được biết thì ngày xưa, ông Chu có ngoại hình rất là men, vừa to con, đẹp trai, khỏe mạnh, gương mặt chữ điền. Đã vậy, còn có cái tài ăn nói có duyên. Cứ đi đâu, quần áo cũng chỉnh tề, rồi vẩy thêm nước hoa thơm phức. Thế là gái cứ đổ ầm ầm, ai thích rồi cũng muốn về làm vợ ông. Thế nhưng, chuyện lạ không chỉ có vậy. Khác với người đàn ông đào hoa nhất xứ Nghệ, nhà ông Chu trước đây lại nổi tiếng êm ấm yên bình. Các bà vợ tương đối hòa thuận, trên bảo dưới nghe một cách ngoạn mục, thậm chí là sau khi ông đã mất. Các bà vợ ít khi to tiếng với nhau, đã vậy còn đẻ thêm cho ông nhiều người con. Thậm chí có lần, hai bà đẻ cùng một ngày. Và hầu như tháng nào, ông Chu cũng có bà vợ mang thai. Kết quả là gia phả có tới 36 người con tất cả. Các con của ông đã đều đi làm và rào rào lấy vợ cưới chồng. Cháu nội ngoại của ông nghe đồn đến nay cũng đã gần 180 đứa. Và dù ông Chu đã khuất núi cách đây gần 20 năm, nhưng giai thoại về người đàn ông đào hoa lắm vợ nhiều con này có lẽ đến nay vẫn còn mãi. Các bạn thân mến, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua những người đàn ông đào hoa bậc nhất, khi thậm chí còn hơn cả vua chúa. Và sở hữu cho mình bộ sưu tập lắm vợ nhiều con khiến người đời phải ngả mũ trầm trồ. Và không biết là tại nơi các bạn đang sinh sống, liệu có người nào số hưởng như vậy nữa hay không? Hãy mạnh dạn chia sẻ thêm xuống dưới phần bình luận nhé! Và nếu như các bạn yêu thích chủ đề ngày hôm nay, cũng đừng quên ủng hộ top 1 chúng mình bằng cách rất đơn giản, đó là like, share video, sau đó đăng ký kênh top 1 khám phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình, chúng mình có để lại những video liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!